chép ti phá kỷ lục 10.000m tại Olympic Paris 2024. Joshua Cheptegei, chân chạy Uganda đang giữ kỷ lục ở cự ly 5.000m và 10.000m, về nhất chung kết 10.000m và phá kỷ lục Thế vận hội tại Olympic Paris 2024. Tại chung kết ngày 2 tháng 8, đội Ethiopia sử dụng chiến thuật đồng đội ngay sau khi xuất phát, với Yomip Keyel, Selemon Barega và Berihu Aregawi thay phiên nhau dẫn đầu, duy trì pace 63-65 giây mỗi vòng. Khi còn 7 vòng, họ bắt đầu giảm pace, với Barega chạy 67 rồi 68,9 giây mỗi vòng. Keyel vươn lên dẫn đầu khi cách đích khoảng 2.000m, rồi bị Cheptegei vượt mặt khi còn 500m. Runner Uganda duy trì lợi thế và cán đích đầu tiên với 26 phút 43 giây 14. Xếp sau lần lượt là Berihu Aregawi của Ethiopia với 26 phút 43 giây 44 và Grant Fisher của Mỹ với 26 phút 43 giây 46. Có tới 13 vận động viên đạt thành tích tốt hơn kỷ lục Olympic là 27 phút 7 giây 17 được huyền thoại người Ethiopia, Kenesia Bekele thiết lập tại Bắc Kinh 2008. Nhưng với tấm huy chương vàng, Cheptegei sẽ là chủ nhân mới của kỷ lục 10.000m tại Olympic. Cheptegei thừa nhận được truyền cảm hứng từ chiến thắng của Bekele tại Trung Quốc 16 năm trước. Ước mơ của những đứa trẻ là đạt được những gì các huyền thoại đã đạt được, anh bày tỏ. 16 năm trước, tôi xem Bekele vĩ đại thi đấu ở Bắc Kinh. Tôi tự nhủ rằng, một ngày nào đó, tôi muốn trở thành nhà vô địch Olympic. Chính Cheptegei đang giữ kỷ lục thế giới 10.000m với 26 phút 11 giây tại Valencia và cả 5.000m với 12 phút 35 giây 36 tại Monaco, đều được lập năm 2020. Anh là runner thứ 10 trong lịch sử giữ đồng thời các kỷ lục thế giới ở cả hai cự ly này. Runner 27 tuổi từng giành huy chương vàng 5.000m, 10.000m tại Commonwealth Games 2018 và vô địch thế giới 10.000m 3 lần liên tiếp tại Doha 2019, Bergen 2022 và Budapest 2023. Tại Tokyo 2020, Cheptegei giành huy chương vàng 5.000m nhưng chỉ về nhì 10.000m với 27 phút 43 giây 63, sau Selemon Barega của Ethiopia với 27 phút 43 giây 22. Tôi đã muốn tấm huy chương vàng này từ lâu rồi, anh nói. Tôi thất vọng khi về tại Toyko và muốn thắng nội dung này. Ba lần vô địch thế giới, và giờ tôi giành thêm huy chương vàng Olympic. Hôm qua, Điền Kinh còn chứng kiến kỷ lục khác khi tuyển Mỹ, với bộ tứ Venom Northwood, Sammy Little, Bry Diamond và Kaylin Brown phá kỷ lục thế giới hỗn hợp 4.400m với 3 phút 7 giây 41. Kỷ lục trước đó được chính Mỹ thiết lập với 3 phút 8 giây 80 tại giải vô địch thế giới năm 2023 ở Budapest. Trong đó, Northwood chạy 44 giây 47 để giúp Mỹ sớm nắm lợi thế, rồi Little chạy 49 giây 32 và Diamond chạy 44 giây 17 để nới rộng khoảng cách. Brown kết thúc với 49 giây 45 để đưa Mỹ cán đích đầu tiên. Xếp sau lần lượt là Pháp với 3 phút 10 giây 60 và Bỉ với 3 phút 10 giây 74, cả hai đều là kỷ lục quốc gia. Chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp sẽ diễn ra chiều nay ngày 3 tháng 8, giờ Paris. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.